Hải Lúa xin chào cô chú anh chị em và các bạn à. Nay Hải Lúa đổi cái máy lạnh ở bên nhà hàng bên, thay cái máy mới, máy lạnh với máy hít luôn ở trên nóc nhà. Nó phải xếp đầu điện mới được. Mười mấy ngàn cái máy lạnh này. Hi. Morning. Thay cái máy trên nóc đó. Của cái bên đây là nhà hàng, bên đây là của office một hotel. Đây. Thay quay cái máy. Mấy ngàn không vậy? Nó cầu lên cầu xuống ăn mấy ngàn bạc. Tôi tính hết giờ luôn. Bữa hôm mình quy bờ nó estimate 19 ngàn mấy, gần 20 ngàn luôn, mà tới 5 thon rồi. 5 ngàn pound, cái này có 3 ngàn thôi. Cái này cái thai mà bự hơn đâu được, bạn thai bằng cái này thôi. Mời cô chú anh chị em là thay hoa lúa nha. Mình đi phơi qua bên đây nha, đậu xe bên này. Trời sáng lạnh. Hôm nay cũng đã trời đỡ. Đây. Xe nó cầu tới, nó đem máy kia xuống. Xe đậu làm này. Đây một ngày sẵn rồi. Lúa qua coi nó chút xíu mà được. Company của ở đây nè, ở cái thau này luôn. Đây máy lạnh nó để xào xe kìa. Order rồi 2 tháng luôn. Còn cái tủ lạnh, cái tủ đá ngoài, ba cửa ngoài. Không biết đem đi đâu. Muốn chắc khi người nhà chứ. Xe cẩu nó tới kìa. Nó mù cái máy. Mở ra. Khi người máy chứ. Đây. Xe cẩu. Nó cầu cái máy lạnh xuống mới được. Nó khủng khiếp không? Chúng ta lúa quay cho cô chú anh chị bạn xem nhé. Đây đem chiếc xe này lại được nó đem máy lạnh xuống, máy lạnh với máy hít luôn, nó xài chung luôn. Bán được buổi sáng, giờ mua xe đi hết rồi, cô chú anh chị nha các bạn. Rồi đang mở tắt điện rồi. Rồi mở rồi trời xe nó câu lên. Rồi. Chúng nó câu xuống rồi, hai lúa quay cô chú anh chị bạn xem nha. Đây chuẩn bị nó câu lên nè. Câu xuống nè. Đứng xa mà thấy quay quay mới được. Đứng gần quá quay không thấy. Máy lạnh ở đây, xe để trên xe chắc này nha. Máy lạnh với máy hít luôn này cô chú anh chị các bạn. Hồi đó hồi xưa nó làm dở quá, nó làm không giống như cái nhà được quá, để dưới đất hít ở trong nhà, còn cái này nó làm lúa sơn cái phía sau màu đỏ lại thì ghê quá. Chờ không ở không luôn. Chiếc xe này chắc cũ dữ lắm rồi. Nhìn
cái máy hít nó còn work mà cái máy lạnh nó bị hư. Kêu thay tới thay lui, sửa tới sửa lui 500 ngàn làm hoài. Nó sửa lại thay máy mới luôn. Sửa cái hết được rồi. Xuống cái cây phọt lên cứ dễ rồi đó. Hai thằng ở trên lại xuống được chút rồi. Mấy bự con nó mạnh nữa. Dướng gì rồi đó mấy nữa. Hả, lạnh tê tay luôn á. Cành lên chút xíu đẩy vô mua chiếc xe lại gần chút xíu à. Up a little bit. Được rồi đó. Cất cái đầu lên chút. Có cái này mới thiền nổi chứ không có sao thiền nổi. Chưa?
easy. Phải sơn phía sau này lại. Rồi xuống rồi. À, chiếc xe nó chở nổi rồi không biết. Đưa lên. Đây cái máy cũ này của chú anh chị các bạn. Thay cái compressor của ông 2 ngàn mấy. Thay cái compressor 2 ngàn mấy. Nè, cái compressor nè, cái cục đang thui nè. Thay vô hổm rồi chừng mới 1 năm rồi. Nó làm bự ghê. Không khiếp không? Em xuống rồi nha, cái mới rồi nha. Giờ đưa lên trên. Chưa nó mới đưa lên rồi. Đây cái nền trên cũ của nó nè, lấy cái mà lạnh thì xuống này. Ok là vậy đó. Lúa đang trên nóc nhà nha. Bên đây là nhà hàng.
nóc nhà nó mới thay khoảng 5 năm. Nóc này ốc lùm la rồi. Dặn kiếm chỗ dặn lại nữa. Bên đây tới 20 phòng rồi nè. Hai bên bên 10 phòng với cơ phít. Mình ở có 2 phòng nữa. Lạnh quá. Giờ sáng lạnh lạnh, sáng có nắng cũng đỡ, trời lạnh ghê. Gió hay quỳ luôn. Đây nó mở ra. Hello xuống quầy cô chú anh chị nha, xem nè. Đây có hai cái máy lạnh đang trong bếp với cái máy lạnh dưới hầm. Ở phía sau. Cái AC thôi mà cái bự trên này là cái hí hình khô luôn á. Hí hình khô luôn á. Lạnh hít luôn. £3,000. Hai cái cần xuống đừng chổi cho nó chịu nặng lại cứu luôn. Yeah. Đưa vô đưa cái máy mới lên nè. Nó có cái dạng khung sắt ở dưới. Ok giờ mình phải đi tha lỗi vỏ xe nữa. Chút nữa mình nó gắn xong rồi mình về quay cho cô chú anh chị cho bạn xem nha. Giờ hơi lúa bận không có qua quay được. Giờ đem máy lên đặt xong hết rồi nghe cô chú anh chị các bạn. Đặt xong hết rồi đó. Đặt xong giờ chỉ nói ống nói vậy lại thôi. Hai lúa đứng đây quay lại rồi. Nhà nói xong hai lúa lên quay. Để người ta đứng ở đó mình quay nó thật kỳ lắm. Hello. Ô mô đánh
Mới bự hơn cái máy trước. Bè cái nó bự hơn. Trước nữa thì ta làm xong rồi đó là cần thì quay dựng cho anh chị nhờ anh xem nha. Ok, thank you. Yep. Máy đặt lên rồi cô chú anh chị em các bạn. Thấy cứng cáp hơn máy kia. Nó có cái vàng sắt ở dưới này cứng nè. Không muốn cong cái này luôn thấy không? Kia nấu ở bên này nghe mùi thơm lắm. Đây còn nấu ống gà vô. Lúc này go down there. Yeah. Giờ đang test máy hít chứ, hít đang quốc rồi. Rồi lúa vô rồi đóng rồi. Giờ nó hơi chạy một hồi xong rồi phải test qua mấy cái AC cái khô thử coi nó lạnh không. Mới mà không lạnh thì được. Very good luôn. Mấy ngàn mà không good rồi thôi. Ok, video hôm nay lúa tới đây kết thúc ngay cô chú anh chị em và các bạn. Hello, bye bye, hẹn video kế tiếp. Bye. Ai nữa đây?